mới tỏ chân hâm y bữa hết tu bùa mới tỏ yếm lịch trình có y bên và yếm đài phát thanh truyền hình lối sáng mới tỏ chân hâm y hoài như tập bận lịch trình bên muôn mới tỏ chạy bùa mạng thảo bẻ phìn kim nhân yếm dân thăng xìa quân biên quyền mới tỏ cho chế y bùa mạng dần trở sĩ bình đẳng giới yếm bẻ phìn kim nhân yếm lái tệ bùng cái hiện nay y bữa hết tu thím dần kế trầu dạo yếm công sĩ chuẩn phiền hiệu yên minh trở sĩ lộng kế hoạch hóa gia đình chuẩn chuẩn phát triển kinh tế xây trang ổn định cho tàu bền nhiệt tiêu lồng bùn phun tuế. Yâm ghé trung tâm huyện nghệ chấm lên km cho tàu phào tại hăng dân thang xỉa hẹp cho cháu ngào quân trung tu chầu bê tông dành nay bé dịa xỉa hăng tây yên cho dân tập bùng mai yên minh bè phim kê miên yâm nái chăm tây yên yâm vùng tiền quyền tòi trước chấm lên quận bé kê miên yâm chú lắng chàng quân quân chủ con thảo bé dân thang xỉa bây giờ tập bung yếm vườn biên quyền chung tiến bộ yếm tự sĩ bình đẳng giới thỏ mặng cỏ chờ ông ton cho tọ đặng thị xính bè phìn kim miền yếm đoàn kết lắng dân thang xỉa vườn biên quyền nay bè giờ huế yếm nhật bè pha chè pham huế miền dùng cung ngoài yếm xỉa y chặn cỏ ton bữa nay huế miền mày y tọ ton hít bong cha mộng ỏi mày xỉa cho ton ông quân cỏ ton chờ y cổ chung quyết định dùng thêm cung ngoài như bữa y cổ bé kén tòn phè xia cún nhúng tu tòn phè xia trung tu tòn phè xia bé trung cháy cần như cung hóa dành tham mà này cứ vừa ta hà xe mi khảo tàu cứ gần to nhà có mi cung hóa xia có mi cung hóa có thật sự to những mi nhà tăng thì chẳng có hao nuôi chặn hao nuôi chặn đấy mai hao nuôi rồi mi khảo mà vừa hãng như tôi mi khảo mà ta có dù ta cứ với công hòa to nhà với công hòa xí với công hòa vừa lộn cái nô hãm bền ta với vừa ta sự to người già nó có phụ vừa to nếu vừa ta to y tao ha xí ở lộn cái nô phun to thành to vậy. Kim miền nhẹ lấy to như bụng xì bé cổ mạng tiềm mạng cổ cho dân làn chầu công chân dâm hôm nhân bé hiếu on chú tèm cổ mai miền cầu quân cỏ toàn hải hiếu thỏ về cây hêm quận bùn cung hóa mình tổ sâu hăng tỏi bé cỏ bùi y cổ ảnh chủ bệnh chẳng đau thấu tê chầu béo bù con cân găng hít bong cha. So với sinh con gái thì vấn đề là gánh nặng hơn so với sinh con gái. Dùng toàn tỏ dùng xia, hăng dùng toàn bé tế dân bé chụp bún tổ sâu cầu, tế nhẹ bé chụp bệnh chẳng đau thấu tề, chú tế toàn hồ mà béo dâm. Con cái nó trưởng thành thì có nhà ở, có đất ở. Chúng giờ hứa dũng cung hóa tu xia căn quân hăng cỏ toàn cỏ đặng ông phấy chất xảy dệt chín chúa pe chúa chủ nhẹ hằng yếm trượng dệt lan mai y tàu xia tình tình yếm hằng tổ mẫu giáo cho y hằng cho pê hằng cung hóa cỏ phấy nại hứa lò hứa miền trộm yếm xỉa nay hít trà tình hồ tỷ yên bé mai dệt pe bùa chú chốt sêu dần tay nại bé dệt con pun chẳng hứa nhận chẳng hằng tần hàng cho lay chúng quyền tỏi củ cho phun chuế yếm cỏ phấy nại hứa xảy chẳng khâu hệ quân buồn mài yên tàu toàn tay chú tể cầu tiệm mạ cổ nại bé yên tiêu cỏ nhẹ mạ chăn chăn chú mông ỏi tỏi mạ cổ mông ỏi bé cỏ phấy bơi y cổ chú quyết định mài thêm tỷ pham tàu cung hòa. Dùng xia bé cho tể hồ mình lộng gỗ dành cháu tiệm mại dâm chủ mai tàu toàn mai tàu phun toàn bé cho tể cổ khâu em mai toàn cầu dê rau hến lồng mai cái này nhặn mai cái này chú bé em mai toàn cầu không có quần áo mặc hết. Mình phong tục mình không có con trai ấy, đến lúc mình làm thơ nó kia. Y bữa như miền lấy bé, chú mai tỏ tòn, chú tể mai miền bố hùng, mai miền chẳng. Y chẳng chú mai chầm hứa mai tòn, bé liền xia bé ló làng khâu hệ. Toàn gái họ cũng đi tìm rẻ khó tìm. Quận mài tiệm mạ cổ, áo mài cung hóa cho y tàu cung hóa phải, bé nại thanh niên hăng cổ chìa, nhị chụp lụa hằng.
kỳ nhẹ nại tổng linh hà chém tu nhiệt trầm chan bèo nhìm bé cỏ bùa siêu dần bằng hoài mại công mài hoài mài hoài ba chống mài hít tu bẩn khâu chăm bé em mài thêm bằng cùng hóa phải bé hít tu căn bộ hội phân ní xìa chuẩn bùa hiệu chủ mài kế hoạch hóa gia đình cỏ phấy chú quyết định nay dựn mài toàn và xia bé cỏ bùa y cổ chúng nhung thêm cùng hóa. Đã dùn hăng ao dùng tu toàn bé lồng hệ, hăng dùng tu xe bé dù bố chú tình này cần như xảy, dù bố nhung tim cung hóa. Quế béo trộm hệ, mai nhàn bún cung hóa mình tổ sâu, dù mộng ỏi chỗ công biết nhàn để bún qua trễ tu tổ sâu cầu. Còn mai tể cỏ ton cho cỏ phấy bùa, bé cỏ triệu tiến hồng mai ý tàu cung hóa, dù tàu ton cho dù tàu xe. Còn lại hứa mài xịa làn miền tỏi bê dậm miền trưởng chế dậm, hôm quân bạc mài hiếu hâm tiến bộ cho mài kiến thương cân găng hiến tổ chẳng phổ thông. Cỏ hồng chung lùng cha chậu phút tròi, dậm cằn nghề tập buông, dậm y chân lành chấm nhẹ hằng, tăng lùa chập trừ nhàn, ca ngân hàng chỉnh sâu cho mùa tỏi. Cỏ hồng chung liệm nghiệm, tăng y tàu ngùng cho y tàu dòng ngùng, thải y chặn cỏ nhân ngùng cho dòng ngùng chung phảo thảo nhiệt chập pham tàu. Cây nhẹ này cỏ ảnh chốt nhàn con dùng béo, béo tha, túng cho tròn đèn, siêu dần hâm chật chủ nhàn dễ nhắng tình nhàn con, nay bây giờ con số siêu dần trăm hôn kềm nhàn dâm dân thằng xỉa mong ỏi. Theo cái địa bàn người dân tộc trên này ấy, thì theo truyền thống thì những người đã đậm gia đình rồi thì nhất thiết phải có một đứa. Trai để sống bên cạnh ton phải xia chút bình đẳng dành ton phải xia chút giấy cằn như cung hóa chút buôn xia mình tổ sâu cỏ hăng ton phi đang kềm miền như lấy bếp chỗ mai to ton tay cổ mang tỉa mại hiếm giòn cổ cằn nhúng cung hóa thăm bê cằn khâu mai nhàn chìn buôn cung hóa mình tổ sâu mai cằn ai buôn cung hóa nhàn mai cỏ lưỡi hầu chú tôi giờ bản thân tôi để hai đứa thôi để cho các con tập trung đi học làm nào cho các con học hết các cấp các ngành để các con sẽ lựa chọn về cái tương lai về sau. Cỏ hồng lại hua bé cho lồng kế hoạch hóa gia đình, hiếu tu trình chảy liệm hua miền vườn u, hiếu hâm yếm bé liền bé phìn, cho tu này tiểu sĩ bé, cây nhịa buộn sĩ, cỏ hồng mài hiếu hâm tiến bộ, nay bé buộn chính quyền tế bung xỉa, có ban ngành, tầm chẳng chùn bùa bền tiêu, chùn phiền lồng thầu có hua miền, tổ con tài hua miền cho nhàn con phát triển kinh tế yếm tế bung, vì đảng quốc tế y chế hằng, hiếu tiểu sĩ xỉa phát triển kinh tế tầm chẳng em mài hạn chế, hiếu hâm làng hậu, trọng nam kinh nữ phê dùng tại phàm tàu cung hóa quân dầm mũi tẩy y chế hàng nít nai chính quyền tuyệt bùng chúc mạng thảo quận dân số ổn định tại bầu hàng sẻ chẳng cho dân trí bùn yên mình dầm tuyệt bùng bé mai trăm bùng hùng chuẩn phiền hiệu có hua miền có thiếu hiu hâm hiếu tư chính trở sĩ lồng kế hoạch hóa gia đình xỉa chúc phái bùn có đoàn thể bùi họm trở sĩ hăng mặt trận tổng quốc thanh niên hội yên mình cho tỷ yên bé có hội phụ nữ xỉa đơn vị trở sĩ chuẩn phiền thảo yên mình trở sĩ bình đẳng giới trở chỗ địa tiểu sĩ toàn xỉa ấm pèng hít dùng cung hòa xím buồn bong cha dâu. Như ngày xưa ấy thì dân sự công tác vận động sinh đẻ kế hoạch thì thật sự là cũng rất là khó khăn. Hiện tại bây giờ áp dụng với thời đại bây giờ thì cũng có khả năng chiều hướng là chị em phụ nữ đã hiểu hơn, không sinh con thứ ba này, không đẻ tảo hôn với những các cặp vợ chồng đẻ. Phi đảng công sĩ chuẩn bùa kế hoạch dùng cung hóa bé khâu hệ, y chặn thảo luận với dầm, phụ nữ cầu hiếu tư chính, dùng tế phạm tàu cung hóa, bong cha dâu, y chặn dầm miến hăng phi đảng, ông trong củ kềm miền, dùng cung hóa tui y tàu xia bé ảnh dùng thêm thảo tu toàn, mà miền cầu ông củ chú tài cổ, lượm bền câu lạc bộ tại chuẩn phiền, mai kế hoạch dùng cung hóa căn quy chế châu sĩ, phụ nữ lén dùng thêm cung hóa. Cân bằng giới tính trong từng thôn bản thì mỗi thôn bản ví dụ là mình phải thành lập câu lạc bộ ví dụ là 20 cặp vợ chồng thì mình thực hiện cũng có quy chế hoạt động trong câu lạc bộ sinh đẻ mất cân bằng giới tính sẽ
theo quy chế hoạt động là mình đã có cam kết rồi, không có chị em để sinh để phát tái lại. Y chan chang dân thang xia mai phạm pe pe chum hua mien toi ye chin chua pe hung cha phạm nhân khẩu yam nai phu ni mai chua pe pe chum lan chang mien mai chua pe chua chum lan mien hiu ham chu mai ton ba mien ko mien ye hiu ham tang yet cao thai y chan yam te pung quân yam lua chi vien hua mien yung kung wa xia can yam xia ba mai y hua mien yung te phạm tao kung wa mai tiểu sĩ pong cha dâu nại năm số bé có cán bộ ngành tổng chẳng cho chính quyền te pung lộng cha yam quận chuẩn phiền dần bình đẳng giới cho chầu lồng kế hoạch hóa gia đình nhâm bài phình kê miên. Nói về cái cân bằng giới tính thì đơn vị xã Giờ Thàng thì chúng tôi là hàng năm là chúng tôi có cái kế hoạch của từ đảng ủy chỉ đạo chung về các cấp các ngành ta thực hiện. Chính quyền chúng tôi là người công tác tuyên truyền vận động, thứ nhất là đầu năm ấy chúng tôi lên kế hoạch để triển khai thực hiện. Công dân cân bằng toàn xía lùng hằng đơn vị dân thang xía mai kế hoạch tăng đảng ủy năn con còm dần có cấp có ngành chầu xị như bùa chuẩn bùa công xị chuẩn phiền hàng tàu mai kế hoạch chầu lồng công xị thảo có ban ngành chuẩn chuẩn bịa chầu lồng công xị chuẩn phiền tay chầu bèn toàn xía bùn dũng toàn căn phe xía căn bé hăm toàn mắng tích chín xía lùng hàng như bữa mai kế hoạch mặt trận tổng quốc chầu con có tổ chức chính trị phun ni yên minh phi đại dũng tu toàn căn phe xia căn bé khùng hăm thảo mai búng mai ó phải mai ó dỗ mai búng căn gang như bữa chầu lồng công sĩ chuẩn phiền tăng nại bộ hăng hít tu trình căn bộ chuẩn phiền tu mai hăm toàn mắng tu trình xia chóm chủ hăm thảo dũng tu toàn căn phe xia căn tốt cái công tác tuyên truyền từ đó là nâng cao được cái ý thức từ người cán bộ làm công tác ấy thì đã tuyên truyền được là hiện nay là không có những cái mang tính mang nặng về trọng nam khinh nữ và sinh con muộn bề cũng không có ý nghĩa nặng nề nữa. Tư đảng cho bèo cua mạng thảo cho nhàn con trải liệm trăm công trình duệ dạnh hăng hệ thống họ tòng trụ sở chính quyền làng trang cho tàu quân dân thang chú yệt xỉa tại hàng mai trăm tiểu khấu dâm vườn quyền nguyện uể nại bé chính quyền tệ pung chú mai quận xác định chân trụ châu lồng quận công sĩ chuẩn phiền thì yên bé tiểu sĩ kế hoạch hóa gia đình tại tan bao bình đẳng giới cho xin quận pong cha dâu xảy ra ổn tịnh cho tậu lập xảy ra lồng phun phun tuê. Mới tòa chân hâm, dâm quang kim xìa bà xa quyền, bé tàu xìa tốt lãnh dưới xìa sang lắng trang dâm lô hê sáng bia y chín lệnh cho phạm hằng, dâm chụp chúa tiểu sĩ, bé buồn chổ bền tiểu sĩ dọn môi trường mai trăm tiểu khấu tỷ yên, quầy buồn trăm nhìn mình mai lấy cầu mạng sang khu hăng phía đảng, sang khu bé bá liền khủng bùng chân, cao hỏi thảo nhìn mình càng nhê sẻ chăng, quân buồn chảy liếm bền biếu mô hình, vẫn chuẩn chút ngông cho dòng ngông dâm lang san một lắng. Chú góc buồn hồ thành xìa chỗ bền nát tiêu sĩ dạy kẽ cho vấn. Na hít muôn mối tòa chạy bùa mạng dần, năm mô hình kia phóng viên lê trình như phóng sự. Quang kim xìa bả xa quyền, bây giờ xìa dâm cạp trả tòng. Mai mối tòa chăn xa, bởi y, mường, kim miền, chăn chê, choàng dâm, lọ dân chợ bếp láng chẳng. Dâm nải bé, mối tòa chăn xa miền, mai tháo chết chợ buồn bé. Dân chê liệp sang láng chẳng như buồn xỉ. Cảnh buông bia nhắn, quang kim xìa bé cháu chàng tu, chụp chua yên buồn, chụp chua tiêu chí. Chào tàu xìa bé tu lén cháu chàng, chạy liệp sàng láng chàng, như buồn công xì, yên lô hế xanh, bia y xin lệnh cho pham vua nhắn. Yên buồn, chụp chua tiêu chí, bé dùn cháu chàng tiêu chí môi trường, bé quang trăm tiểu khâu. Vì buồn trăm mua tỏa bua, quyền dùng tàu xanh buông là, mai lệ dùn môi trường như buồn xì. Với hôm nay, liều coi thiêu tu nơi tiểu sĩ năn con xìa xuất trạ chuẩn búa bảy phím búa chờ phong trào vệ sinh môi trường chủng trao cho chân bầu hăng trả lệ liều chơi liệp sàng láng chẳng bằng nải xìa chơi liệp tu trăm mô hình dũng tàu sen vườn của nhùa làn hăng dâm làng san một. Đối với thôn làng san này rồi các thôn khác trên địa bàn xã Quang Kim thì chúng tôi xác định là cái việc nuôi chăn nuôi đại gia súc
để trong khu vực dân cư thì nó sẽ gây ảnh hưởng. Tỏi làng San Lăng, cháu có làng Yam Khà Lệnh, Yam Quang Kim Xìa, bây giờ bùa kiểm mạng thảo mạng sân khu Yam Lăng Trang, các hội thảo phiểu môi trường, hội thảo yên minh như Vâm Nhan, Yam Nai Lăng, với nại bé đảng ủy xìa, chính quyền tế bùng mai hiếu mộng ỏi, tỏ bái liên sân khu hồ bìa chuẩn chún cầu mạng tại tàn bao Lăng Trang, thảo y chính lệnh chấm nhẹ hàng, chính quyền tế bùng chút năn con khỏi chầu thảo yên minh Yam Lăng Trang, Yam Trang Xìa, tỷ yên bé làng San Lăng, như bùa chúng tàu con chầu bèn chuẩn bùa yên minh yếm có làng trạng tại chạy liệm ngông lan tòa phát liên ngông cho dòng ngông có hứa miền chuẩn chún tại cầu mạng bọn xanh khu chuẩn chún này tàn báo công sĩ phiểu làng trạng trong chút tàu tu làng trạng như môi trường dành cho kẻ hên này như bùa chúng năn con bùn nhiệt đổi on nàng tàn báo công sĩ on nàng bèn on bùn chất hỏi thảo yên minh như cha tình vừa là tạo cảnh quan môi trường tại thôn bản. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái việc là cử một cái đội an ninh đảm bảo cái công tác an ninh trật tự để không để xảy ra cái việc là mất mát ảnh hưởng đến cái tài sản của bà con nhân dân. Làng San một vây dịch dâm buồn có làng chẳng mài mùa tòa chèn xa miền dâm lao tài giết lọ bà xa quyền mà thảo dịch bé hua miền chọn dâm chuồng cho chân quyền dung tàu sen buông là phe bé châu ngôn làn tùng dù che chế dâm nít bèo phát với hình này công sĩ vệ sinh môi trường, quảng sản tiểu khâu, tăng hít liệp xuất tu mô hình, dùng ngùng, giang ngùng, vườn chân của nhuôi làn, bé mai tháo, pha diệp dâm quần, hứng diệp hua miền, dùng tàu xanh, dầu căn, ba liền bé mai, pha diệp nom, giang ngùng, ngùng làn, tu dầu dâm, dâm nom tóng bèn, dâm nít đồ hên, cho dâm nít liền tệ phát, kỳ hình vô bùng, anh tu viết khuất, ta trang ngùng quần, nà tế quần, anh tu to tài lộng, ăn bùn liền tệ lô hải. Thì trước thì ví dụ là không có cái mô hình này là thì thôn bản rất chi là bẩn, ô nhiễm môi trường. Vì đã mai mô hình nay bé làng trạng lô hôm hệ ngôn vần ním bèo hên bé bèo hên lô hôm căn gang chín nành chín nhẹ nhàng tôi bèo cua mặn thảo chuẩn phiền trăng lắng cho ngôn làn vần chuẩn chún thảo nơi hết nhớ chút chút hiền căn nhìn mình trăng lắng hãy ai hãy hệ quầy bèo cua mặn thảo làng trạng dựng duệ xím tu lô hôm rất là vinh dự bởi vì là cái nhà nước đã quan tâm để cho thôn bản xanh sạch đẹp là cái ô nhiễm. Vinh đảng vua cô hua miền dùng ngôn gia ngôn bé chèn khăn chỗ làn dâm nít biểu hiện phát lệ bùn trả trò như bẩn sĩ tăng hiếp bẩn ngôn gia ngôn tu chỗ làn tài lùng vườn chân mua tỏa bua bật tu sinh đã tiểu sĩ lùng hoa chản bé to mình mẳng dâm kinh nhỉa lùng muốn chản bé to dần ta vườn chân của nhua làn cô hua miền căn cấu mẳng phiêu dành to tàu quân luận pan bùn phai y làn miền chiến hoi liều phiếu giang tàu sang làn cho cầu mẳng bằng nải khủng con bé tan bao tu tòn tàu lông rình đoàn kết tổng hiếu như buồn xỉ anh tu bổ hang pháo về nông dân chúng tôi thì về mô hình chăn nuôi trâu bò gia súc để cày kéo và nuôi trâu cái để sinh sản tăng thêm thu nhập cho gia đình và phục vụ cho đời sống nhân sinh. Dần mô hình cầu mạng ngông cho dân ngông tay thò lại cầu mạng ngông nhé tay dùng toàn mai siêu dần bùi yên minh phù sử yên minh như xe chẳng phi đảng trong mai làn quân hăng y chặn cần gàng hiên tu chính quyền khỏi chầu dần chầu làn tròn chún cầu mạng xanh khu tông chẳng phi đảng vần ngông nín canh hên bé lô hôm hệ lắng trắng dành quầy dẹp béo mai dẫn nom làn nít béo y chặn cây nhẹ làn cho nái tậu cho bé quầy lắng châu phái công chầu cô nhớ ngông làn bé dù bùa chẳng chẳng chung phiểu dần. Ngôn gái tức siêu chún tay hiến liền cho bèo lay lồng. Tức là vệ sinh ở chuồng trại thì tức là tự giác để vệ sinh. Do tôn trưởng như là còn là vệ sinh ở trước cửa trong chuồng trại thì với lại đoạn đường này do tôn trưởng. Tức là hàng năm mỗi năm quét một lần, mấy lần. Bà tu na tiểu sĩ mô hình dùng tàu xanh vườn chân của nhua làn dâm làng San một tu khoa xuất trang dâm của nhua xía buồn trăm hải hua miền chè châu căn lống na tiểu sĩ cho suy tùng dồ ngôn làn che chế xuất ghé béo cô cho chân trần khang phiếu giang tệ tàu tan bao dần vệ sinh môi trường dâm của nhua làng trảng dâm na tệ trăm vùi quang chủ lô giáo hỏi thó trăm nom ngôn làn với hãng này năn con xía
trưởng cho mua tỏ có phim miền yếm cũng nhiều chun liệp kế hoạch tài trò e căn nải bé xìa bong thành pun bẻ phim bua dần sài chiêu xi măng liều than tòng bèn bẻ phim bua cần xuất công tài trò ta phun công trình tốt trời trắng bìa hạ làm thầu. Đấy, cái hiệu quả là bây giờ nhốt chuồng trâu thì hiện tại cái chuồng trâu thì đến năm 2016 này lũ lụt thì nó ảnh hưởng đến bây giờ cái nền mới lại chuồng trại nó cũng đang xuống cấp. Thì bây giờ cũng ủy ban thảo y chiến lệnh chụp lôi hằng lộ cáo hội thảo làn vải y chặn ủy ban nhìn miền xỉa trung hiệu cô huấn nhận nhầm lắng tràng chọn lồng làn bầu hằng chất lượng thì yên bé xỉa bong thành si sai châu nhìn miền xuất công để chỗ làn dành hỗ trợ là si mới cát. Còn những cái hộ gia đình thì phải bỏ công với lại xi để mà thực hiện cái nhốt chuồng trâu để cho nó vệ sinh nó sạch sẽ thôn bản. Kể từ năm 2013 sau khi mà đạt xã nông thôn mới thì đảng bộ chính quyền địa phương cùng với nhân dân vẫn xác định cái việc mà phải tiếp tục tăng y chiến lệnh cho phạm hằng căn gang hít tu sang làng tràng với đảng bộ cho chính quyền tập bung cho chế dân mình kiểm mang quần ảnh chim bò hàng chất lượng chụp chúa tiểu sĩ dâm trải liệp sang làng tràng tài tán báo thảo hàng tuế chiến lệnh cho bên hằng nay bé vừa bùa đề nghị lãnh xỉa bé làng tràng sang bầu hằng dâm này có tiểu sĩ liên kết thảo phát triển kinh tế vườn ú triều tình liều tán báo công sĩ on nhang trải liệp chính trị bé quận sĩ tu đảng ủy chính quyền tập bung cho dân mình chăn chăn trong kiểm mang thảo công sĩ liên tạo có tiểu sĩ nại bé tiểu sĩ môi trường trải liệm hệ thống chủ nhật tiểu sĩ lồng tiểu môi trường tan báo lùng trạng tan báo phiểu môi trường dần nó tiểu sĩ như buổi chút sang đỉnh lào đao thảo ý chiến lành nghiệp trên hàng phía đâu bền đơn vị anh hùng nhận sang đảng ủy chính quyền tập bung chút sang đỉnh nai bé tổng tiểu sĩ nhiệt tiểu sĩ tỏi quang kim xỉa tiểu sĩ bền nhiệt đơn vị anh hùng nhận sang tiêu chí mũi nhọn và là cái điểm nhấn đối với xã Quang Kim trong thực hiện xây dựng đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Kế hình này, em ai tế bùng hùng tu trở can xăm, nải bé châu, hầm bioga, công nghệ nền đệm lót sinh học, tu trở lồng tài, liều chế phẩm sinh học, emic, châu linh, châu đề, chuồng cho chân dùng tàu xanh như bẩn xỉ. Hàng nải bé quả tu mô hình dùng tàu xanh, dùng cùng nhớ ngông làn, dùng làng san một, quang kim xía, bé trở kinh họp cho, mua tỏi bua, dùng lại tế bùng. Kế hình này, liều tan bao tu tiêu chí dẫn vệ sinh môi trường thảo ít quang kim xía mà diệt sinh phế pé chưa chấm dứt diêm buồn diệt sinh hứng pé chụp chưa hua miền bé mài che bùa tòng họp lễ diệt pé buồn pé câu hua miền diêm có chun tể cô tể hăng mài cái này pháp khuất chùa hăng pun hỏng cái này pháp như buồn xỉ ít cũng như xía mài diệt pét tổ siêu cái này pháp diệt há nhẹ bé bài phím bua mài diệt chun y chun liều phiếu tổng trọng như bẩn châu. Bằng này tiêu chí vệ sinh môi trường, diêm xía, hạ tràn nhà xe tu tàn bao. Anh trao chân cáo có tiêu chí, dưỡng quang kim xía, vì đâu, bên xía, sàng láng tràng, bầu hăng. Ta phun tu châu tràng, biển hàng tuy, y sinh linh, giữa bên hàng này. Chào lào tài bé, chế liệp quang kim bến, đơn vị anh hùng, diêm sàng chảm. Mới tỏ chân hâm, quận Cần Gang như lịch trình bé mượn mới tỏ chạy vừa mang phóng viên như lịch trình, phóng sự dẫn dự án. Bầu hàng tiểu sĩ phụ nít bé phí miền tin, châu châu kinh tế kia có hề hòn dâm lô hề. Nay bé dự án quầy hội liên hiệp phụ nít, trung tâm khuyến nông sen khoai châu, tư tổ chức óp phám bóng thành nhàn con phát triển kinh tế khoai châu, tăng y chinh lệnh chấm yên hằng, châu tư phẩm biểu lồng, góp quận quay thiếu dân mình như sẻ chẳng, quân mà tiểu sĩ chuẩn chẳng hăng hải siêu vân tu bèm tiêu, bèng on cân gang hít lưu dự án, là hiên bè phóng viên như lê trình, một mối tỏi chạy bùa mang lê trình. Ngày nay trưởng hàng ta mình vô đảng, cô hương mối tỏi bè miều miền, hăng tỏ, sỏng thị xanh, xín lùng trải A, lùng khẩu nhìn xía mô con quyền, bè chẳng khăn dùng, đủ tàu y tàu túng, buông là yếm quên nhịa, may tu có màng lùng. Dùng hăng này bè mai siêu tu lệ hăng, giờ anh bé dầu ô nhiễm môi trường mà hỏi tháo chạ tròi. Hắn này ở na tiểu sĩ tôi coi thiêu rình. Hít tỏ xanh hiếu tu dù tàu xanh căn lồng kỹ thuật. Tăng hít mà dự án bong thành tu yên nhì bèo chăm. Giờ tôi giáo dần dùng cho cơ mạng tuống
nhận tu hên hô siếp giờ hãy hãy tỏ sòng thị xanh coi thiêu như bẩn xỉ chùa hang tham làn phù ni miền dâm lùng xín trải a nải bé bảng bìa dự án nâng cao vai trò làm chủ kinh tế phụ nữ dân tộc thiểu số qua các mô hình can thiệp thị trường Lào Cai. Buổi hội Liên hiệp Phụ nữ Trung tâm khuyến nông Sen Khoa Dầu, Tu Nhàn Con phát triển sinh kế, lọ tổ chức Oxfam Pong Thành, tăng y sinh lệnh sẽ biết nhằng, thông chia tập huấn dân kỹ thuật cấu mẳng, liệp xuất có nhóm sinh hoạt Phụ nữ miền, kết nối sản xuất cho thị trường tiêu thụ, kết nối có tổ chức tài chính liều Pong Pun ca nhà con như bẩn xỉ. Dự án tàu Pun có tiểu xỉ quay thiêu, dần hiểu tròi, dần cho nhãn cho hộp trao, Pun múa tỏi có phí miền dâm tệ hăng. À, trước thì chưa có dự án đi dạy kiến thức chăn nuôi lợn này, cách phòng chống bệnh. Vì đám mà dự án đào kiến thức cầu mạng tùng, kẻ bùng tròn bẹn, kẻ Pun nhận, kẻ phèo kẻ này nhận Pun tùng, bé tùng phát triển tu, tăng hít khói trầu dào kẻ bùng tròn bẹn, kẻ Pun nhận. Cái phiểu đồ bé phụ nữ cho áp dụng kiến thức việc cầu mang túng phát triển cho cao lồng vệ sinh chuồng trại ấy, thì chị em áp dụng cái kiến thức đấy chăn nuôi lợn thì con lợn nó phát triển tốt hơn. Hi dự án tu khoai trầu yếm lùng khấu nhìn mà hiện nhóm hua miền mà nhịp pe hua biệt trầu dùng tùng chia như bẩn xỉ có hua miền tu pong thính mái tùng quân giáo dân kỹ thuật cho pong dân mãi xuất như bẩn xỉ dùng tàu xanh có buồn bầu hăng xe chẳng buôn múa tỏi bừa hăng nảnh quân mày tiểu chỉ tư con bé gang hít dự án nâng cao vai trò làm chủ kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số qua can thiệp thị trường tại Lào Cai giờ chàng lưu bé nạp buồn miền viên em dầu lông căn mô hình kinh tế phiền đảng vừa giờ tu dự án thành dân sản tiểu ý hít mai dự án thành ngã tùng buôn bé trụ cằn mái cái này ủy tùng trụ bé hăng này tháo chặn tung tu mãi trình tay ta phun thêm dùng phai bé máy dùng hàng nải bé bật tu hí dự án pong thính che ngỏ liu bé mà chạm tiểu coi thiêu chờ pun múa tỏi phun ni miền coi thiêu tu hiểu tròi châu nhận châu hộp như buồn xì che quả ngỏ khâu hàng nải quân hí dự án châu tráng liu bé múa tỏi bua chủ bé quan y tế tiểu khâu trước kia thì có dự án thì cũng có hỗ trợ về cái phần vì đảng mà dự án Pong Thành Mai Chân cần liên hệ nó có doanh nghiệp dần mái túng mai tỏ mai chân bây nhìn mình cầu mang túng cho hệ cầu chăm lại y chặn nhìn mình tình tình buồn chủ lại tiểu sĩ khâu thì hiện tại thì bà con đang gặp khó khăn về cái vấn đề này tổng nái tiểu bắt bật tu liều siêu vân tu biển piêu dự án gang hít dầu trang bé chấm tu chính quyền tệ pung mảng thao cho lông dân công sĩ chuẩn búa liều pong pun múa tỏi búa che tu chùm che tu khâu trà đảng châu nhàn châu hốp liều bồ hăng xe chàng lồng vươn mới tỏ chân hâm, mới tỏ cho mạng lịch trình có ý miền vải yếm đài phát hành truyền hình đối xanh, bọn nó thọ trọng mới tỏ liều phim mạng y bư nhiên lịch trình, hến phương mới tỏ biệt có lịch trình cân gàng, chân hâm thọ trọng mới tỏi.